Đậu tương hay còn gọi là đỗ tương hoặc đậu nành được xem là vua các loại đậu, bởi đậu tương giàu chất đạm là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của con người. Từ đậu tương có thể làm ra nhiều món ăn khác nhau, dễ ăn và phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Tuy nhiên, việc sử dụng loại thực phẩm này cũng cần đúng cách, nếu không sẽ làm mất đi tác dụng của đậu tương đối với sức khỏe con người. Từ xưa đến nay, người Việt Nam đã coi đậu tương là một loại thực phẩm quý và từ đó chế biến được rất nhiều món ăn ngon. Trước hết, từ đậu tương có thể chế biến thành các món ăn rất đơn giản như đậu tương luộc hoặc rang để ăn như một món ăn vặt. Ngoài ra, đậu tương có thể dùng để làm đậu phụ hoặc xay rồi lọc để nấu thành sữa đậu tương. Đây đều là những món ăn ngon, dễ ăn và phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình. Tuy nhiên, món ăn đặc biệt nhất được làm từ đậu tương là tương. Tương được làm từ đậu tương có vị bùi, béo và có mùi rất đặc trưng, không giống các loại tương thông thường khác. Và đối với nhiều người dân Việt Nam, đây là loại gia vị quen thuộc, không thể thiếu khi chế biến nhiều món ăn. Tất cả các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam mình là chế biến được rất là nhiều món ăn. Người ta có thể dùng sữa chế biến thành sữa nhé, dùng chế biến thành đậu phụ nhé, chế biến thành tương nhé. Món ăn cổ truyền của dân tộc mình, cái tương từ cái đậu tương thì quá là ngon rồi. Rồi tàu phớ nhé, rồi hoặc là bột đậu nành người ta cũng bán ở trên thị trường, khi đi làm về mệt mình có thể pha một cốc bột đậu nành uống thì cũng được. Và tác dụng của nó đối với sức khỏe thì nó vừa có giá trị dinh dưỡng cao, ngoài ra nó cũng có rất là giàu kẽm nữa, thì nó có một vai trò rất là quan trọng đối với lại sức khỏe con người. Từ bản thân cái hột đậu tương chúng ta cũng có thể chế biến như là dạng bột dinh dưỡng là bột từ bột đậu tương, hoặc là chúng ta truyền thống dân tộc Việt Nam thì đã chế biến đậu tương sang dạng như là đậu phụ, hay là chúng ta thấy rằng tàu phớ hay các sữa đậu tương, đấy là những cái sản phẩm từ đậu tương mà chúng tôi thấy cũng rất là quý trong cái món ăn cho người dân Việt Nam. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu tương là món ăn tốt cho sức khỏe vì giàu protein và lipid. Trong 100g đậu tương có từ 34 đến 40g protein và khoảng gần 20g lipid. Không những thế, hạt đậu tương còn rất giàu vitamin và muối khoáng, với đầy đủ các loại vitamin tan trong nước như B1, B2, PP và vitamin tan trong dầu như vitamin A và D. Với các thành phần này, đậu tương đã được các nhà khoa học nghiên cứu và xác định là một vị thuốc quý của thiên nhiên. Đậu tương ấy nó rất là giàu chất đạm hay là còn gọi là protein. Thì trong khoa học chúng tôi thường gọi nó là protein ấy, nó chiếm 34%. Tức là trong 100g đậu tương có tới 34g chất protein. Trong khi 100g thịt chỉ có 19g protein thôi. Thế thì trong tất cả các loại thức ăn thì có lẽ là protein nếu tính ra tỷ lệ phần trăm thì nó chiếm tỷ lệ cao, khá là một trong những cái thực phẩm có tỷ lệ cao. Protein của đậu tương ấy thì nó là cái nhóm protein từ nguồn gốc thực vật. Nếu mà nói một cách chung nhất thì protein của thực vật giá trị sinh học không cao, cho nên vào trong cơ thể nó bị đào thải. Nhưng riêng tất cả các loại protein từ nguồn thực vật thì riêng có đậu tương là giá trị sinh học của nó lại không phải là thấp, cho nên nó là có giá trị dinh dưỡng rất tốt. Nó cái protein của đậu tương ấy có giá trị sinh học tốt bằng với protein của sữa bò. Nhờ các món ăn chế biến từ đậu tương như đậu phụ, tàu phớ, sữa đậu tương mà con người đã cải thiện được sức khỏe, phòng ngừa được nhiều chứng bệnh nguy hiểm như ung thư vú, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tim mạch. Ngoài các vitamin và nguyên tố vi lượng cũng như các axit amin thiết yếu, đậu tương chứa nhiều axit béo không bão hòa và ít axit bão hòa nên vô cùng cần thiết
tốt cho sức khỏe và có tác dụng phòng bệnh rất hiệu quả. Khi kết hợp với các dược liệu đông y, đậu tương trở thành những bài thuốc quý như chữa suy nhược cơ thể, đổ mồ hôi trộm, chữa suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ, hồi hộp, ăn ngủ kém, vân vân. Với thành phần dưỡng chất đặc biệt trên, việc sử dụng đậu tương trong các bữa ăn còn giúp hạ huyết áp ở những người có cholesterol máu cao kèm theo cao huyết áp. Bên cạnh đó, một số chất có trong đậu tương có tác dụng tốt trong việc điều trị các bệnh lý tim mạch, một số loại bệnh ung thư, loãng xương và các triệu chứng của phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Đây là một cái thực phẩm mà cung cấp chất đạm, và chất đạm của đậu tương thì tương đối tốt và cái giá trị gọi là cái giá trị hấp thu tương đối cao, thì cũng gần như là tương đương với trứng đạm, gần như tương đương với đạm của trứng, của sữa. Và đậu tương cũng là cái món ăn mà chúng ta thấy giúp dự phòng bệnh rất là tốt, vì trong các thực đơn cho bệnh nhân bị tăng huyết áp, bị mỡ máu cao hay tiểu đường, và những người bị béo phì hay mắc các bệnh mãn tính nói chung, thì đậu tương đây là một cái thức ăn mà giúp để dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh như là tim mạch, tiểu đường rất là tốt. Tuy có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng phòng chống và điều trị nhiều loại bệnh tật, nhưng đậu tương cũng có một số chất không tốt cho sức khỏe con người. Và nếu sử dụng không đúng cách, những chất này có thể gây hại cho sức khỏe. Trước hết, đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương, nếu chế biến không đúng quy cách và không đủ độ đậm đặc, sẽ không có đủ tác dụng dinh dưỡng mong muốn như cung cấp đủ lượng chất đạm, chất béo thực vật cùng các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng có trong đậu tương rất nhạy cảm với điều kiện nhiệt độ cao và trong môi trường nhiều oxy như môi trường không khí. Vì vậy, với cách chế biến đậu tương liên tục trong các xoong, nồi để giữ nóng khi bày bán, sẽ khiến các chất dinh dưỡng có trong đậu tương bị phân hủy, mất đi hoặc thậm chí còn có thể chuyển hóa thành các chất nguy hiểm cho cơ thể. Không những đậu tương hay bất kỳ một loại thực phẩm nào, chúng ta không nên là rán nấu quá nhiều lần. Ví dụ như đậu phụ hay là bất kỳ thức ăn nào khác thì chỉ rán một lần thôi. Và cái không nên rán đi rán lại thì nó rất là độc hại cho sức khỏe. Bởi vì chính cái chất béo mà rán đi rán lại, càng rán đi rán lại nhiều lần nó càng gây độc cho cơ thể. Người ta đã có những cái số liệu phân tích. Đậu tương còn có lượng phytic acid cao, đặc biệt là ở vỏ hạt. Vì thế, ăn quá nhiều đậu tương có thể làm cản trở sự hấp thu các khoáng chất rất quan trọng như calcium, sắt, kẽm. Việc sử dụng quá nhiều đậu tương trong khẩu phần ăn cũng có thể gây ra những tác dụng phụ và có thể gây một số phản ứng phụ như táo bón, đầy hơi, buồn nôn. Đặc biệt, do thành phần dưỡng chất của đậu tương hầu như không có đường đơn, nên các sản phẩm chế biến từ đậu tương, đặc biệt là sữa đậu tương nguyên chất, thường có vị nhạt, nên đa số người uống phải cho thêm đường. Việc cho quá nhiều đường vào sữa đậu tương không chỉ làm tăng năng lượng khẩu phần, dễ tăng cân béo phì, mà còn làm mất cân đối thành phần dưỡng chất có sẵn trong sữa, bởi lượng đường cao sẽ làm tăng nhu cầu các vitamin nhóm B. Điều này sẽ càng nguy hiểm hơn nếu sữa đậu tương nấu loãng, tức là lượng vitamin nhóm B trong sữa không đủ để chuyển hóa hết lượng đường thêm vào, làm cho cơ thể phải huy động các vi chất dự trữ để chuyển hóa đường, làm hao hụt đi một số vitamin dự trữ trong cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen pha trộn thực phẩm khác đậu tương khi ăn hoặc chế biến đậu tương. Điều này rất tốt vì làm đa dạng hóa các nguồn dưỡng chất trong ly sữa và làm tăng cảm quan, thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên, những sản phẩm này rất dễ bị hư hỏng và không thể bảo quản lâu ngày. Đặc biệt, việc pha thêm nhiều sản phẩm khác nhau sẽ làm cho đậu tương không đủ độ đậm đặc về chất. Chức năng estrogen thay thế nội tiết tố nữ nên tác dụng chống lão hóa sẽ kém hơn.
Có những cái tài liệu ấy nói rằng là đậu tương nó có estrogen, tức là cái nội tiết tố nữ ấy, rất là nhiều. Thế nhưng mà với những phương pháp nấu thông thường thì có thể là cái estrogen nó cũng không còn nguyên cái tính chất của nó. Do có giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt tốt cho sức khỏe, nên việc đưa đậu tương vào chế độ ăn một cách khoa học sẽ giúp cơ thể hấp thụ được tối đa những dưỡng chất có trong đậu tương và tránh được những tác hại do sử dụng đậu tương không đúng cách có thể gây ra. Đặc biệt, theo một số nghiên cứu của y học hiện đại, đậu tương chế biến qua nhiều công đoạn ở nhiệt độ cao sẽ bị biến chất. Vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm từ đậu tương ở dạng tự nhiên và ít chế biến sẽ tốt hơn cho sức khỏe của người sử dụng. Sữa đậu nành thì mình dùng chế biến ra thì cũng phải ăn ngay. Rồi thì là nước tàu phớ hay là đậu tương làm thành ra cái tương ấy để ăn hàng ngày thì cũng phải là làm đúng quy trình và ăn khi mà nó còn có giá trị, tức là không bị biến đổi màu và mùi, thì đấy là cách sử dụng đúng cách. Đậu tương có thể phòng và chữa một số bệnh tật cho cơ thể. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm cần tránh đối với một số người. Đậu tương nó cung cấp protein cao như vậy hoặc là chất béo cao như vậy. Tuy nhiên chất béo của dầu thực vật thì tốt thôi, nhưng mà với những người mà có cái suy thận mạn mà chưa được lọc máu thì cũng phải ăn vừa phải thôi. Hay với những người bị bệnh gút thì cũng không được ăn đậu nhiều đâu. Đó, bởi vì nó sẽ có những 3 giờ burin tổng hợp lên acid uric, thì cũng đậu phụ là phải hạn chế hay đậu tương là phải hạn chế. Đấy, suy thận mà chưa được lọc máu hoặc là bị gút hoặc là bất kỳ nguyên nhân nào mà cần hạn chế đạm thì phải hạn chế nó thôi. Về sản phẩm đậu tương thì chúng ta thấy rằng tất cả người dân đều dùng được, nhưng mà chỉ có những đối tượng mà cần chú ý khi sử dụng, ví dụ như những đối tượng như là bị bệnh về suy thận chẳng hạn, thì khi sử dụng thì chúng ta phải xem xét được sự tư vấn của bác sĩ về cái lượng nên sử dụng được bao nhiêu, bởi vì trao đậu tương cũng là thức ăn giàu đạm, mà trong những bệnh nhân bị suy thận thì chế độ ăn là có giảm đạm, cho nên chúng ta có những người bị suy thận thì không ăn thoải mái được.